ra các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin tổng hợp của Doanh Nhân Trẻ. Việt Nam có hơn 800.000 người đang tham gia bán hàng đa cấp hợp pháp, giảm mạnh gần 40% trong 3 năm, đóng thuế hơn 1.800 tỷ đồng. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường chính nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý 1 năm 2021. Hơn 9.000 tỷ đồng đền bù đất xây sân bay Long Thành năm 2021, dự kiến đầu năm 2022 sẽ khởi công nhà ga sân bay. Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ngân hàng cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản công ty Freeland và công ty Starbit, đồng thời tạm ngưng giao dịch rút tiền để tránh tẩu tán tài sản. Samsung ở Việt Nam đạt lợi nhuận 4 tỷ đô, doanh thu tương đương 25% GDP cả nước. Người tiêu dùng toàn cầu tiết kiệm được 5,4 nghìn tỷ đô, kinh tế thế giới chờ đợi thời khắc chi tiêu bùng nổ. Viện nghiên cứu về bạc cho biết nhu cầu bạc toàn cầu năm 2021 sẽ tăng lên hơn 1 tỷ ao, mức cao nhất trong vòng 8 năm. 4 trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt công bố lộ trình tăng học phí cho năm học tới theo đề án đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ, mức tăng trung bình gấp đôi hiện nay. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho biết 3 tháng đầu năm 2021, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn 20,5% so với cùng kỳ năm 2020. Thực tế, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã trên 140%, trong nhóm nước có tỷ lệ cao nhất theo đánh giá của quốc tế. Tháng gần nhất, doanh số của mẫu xe được ưa chuộng Toyota Innova chỉ đạt hơn 400 xe, thấp hơn rất nhiều so với hàng loạt đối thủ. Hàng loạt mẫu xe ô tô gầm cao như Santa Fe, CX-8, CR-V đang được các đại lý giảm giá sâu lên tới hàng trăm triệu đồng để thu hút người tiêu dùng. Các kế hoạch cho giải European Super League ly khai đã gây ra phản ứng dữ dội từ các phương tiện truyền thông Anh. Nhằm biểu dương và tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tổ chức chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021. Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021. Lễ trao danh hiệu dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 6 năm 2021. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kêu gọi Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành, đơn vị trực thuộc giới thiệu, đề cử tối thiểu 3 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc để tham gia chương trình. Sắp diễn ra giải gốc Doanh nhân trẻ toàn quốc 2021 gây quỹ thiện nguyện. Giải được tổ chức tại sân gốc Hip Hop Valley Golf Club tỉnh Hòa Bình vào ngày 23 tháng 4. Đây là giải đấu thường niên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm quyên góp kinh phí để triển khai các hoạt động từ thiện xã hội. Theo dự thảo tờ trình chính phủ về đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới mục tiêu 10 năm. Tính đến năm 2020, mới chỉ có gần 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Vẫn còn gần 32 triệu người trong lực lượng lao động ở độ tuổi lao động, khoảng 66,5% chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, có khoảng 14,1 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trong số này có 3,1 triệu người đang được hưởng lương hưu và bảo hiểm xã hội hàng tháng, 1,8 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí. Đáng chú ý, còn hơn 9,2 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu chưa được hưởng một tầng an sinh nào khác. Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mục tiêu nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đặt ra là đến năm 2021 có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu. Nghị quyết cũng chỉ rõ giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp, tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp nhưng vẫn được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Đây là một thách thức lớn, trong khi chính sách bảo hiểm xã hội còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tốc độ già hóa dân số.
trong tâm ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn, hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần. Trong phúc đã chứa sẵn mầm họa, trong họa luôn chứa sẵn mầm phúc. Phúc càng lớn, họa càng lớn, và ngược lại, họa càng lớn, phúc càng lớn. Trong cái được có cái mất, trong cái mất có cái được. Đó là tính hai mặt của phúc họa được mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin tổng hợp của Nhân Trẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.